Bản tin địa ốc 24 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2024. Hà Nội phê duyệt thêm 6 dự án nhà ở xã hội. Lãnh đạo vụ đất đai nói về phiên đấu giá đất cao bất thường ở huyện Vùng Ven. Hiện trạng 5 dự án trên núi Chín Khúc. Được vay tối đa 1 tỷ đồng để mua nhà ở xã hội. Điều chỉnh ô đất công cộng ở Long Biên thành đất ở. Hà Nội phê duyệt thêm 6 dự án nhà ở xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025 đợt 3, bao gồm 6 dự án nhà ở xã hội, 121 dự án thương mại và khu đô thị mới. Theo đó, 6 dự án nhà ở xã hội có 3 dự án ở Long Biên, gồm khu nhà ở Giãn Dân, quận Hoàn Kiếm, ở khu đô thị Việt Hưng với 3.505 căn hộ, Dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc ô quy hoạch CT1 thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên với 290 căn hộ. Dự án nhà ở xã hội tại ô quy hoạch C14 Nô 1, phường Phúc Đồng với 1.220 căn hộ. Ngoài ra, có khu nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình ở Sứ Đông Bảo Vân, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình có 77 căn hộ. Nhà ở xã hội bán cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an ở thôn Thượng, xã Thanh Liệt, quận Thanh Trì với 660 căn hộ, dự án nhà ở xã hội tại khu dân dụng Bắc Phú Cát ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất gần 2.600 căn hộ. Lãnh đạo vụ đất đai nói về phiên đấu giá đất cao bất thường ở huyện Vùng Ven. Liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hoài, Hoài Đức, ngày 23 tháng 8, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Lê Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hôm nay đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường đã về làm việc với hai huyện trên đoàn sẽ kiểm tra những thủ tục về đấu giá phê duyệt phương án đấu giá giá khởi điểm theo quy định pháp luật về đấu giá về giá chung đấu giá các lô đất tại huyện thanh oai và hoài đức ông bình cho rằng hiện đoàn công tác của bộ đang làm việc hiện chưa có kết quả cuối cùng nên chưa thể kết luận được tuy nhiên giá chung đấu giá cao cũng là hiện tượng phải làm rõ hiện tượng đó mới đánh giá được bản chất của nó những ý kiến như thổi giá, chiêu trò bắt tay của các nhà đầu tư chỉ là nhận định chủ quan của mỗi người. Còn để kết luận thì phải có báo cáo đánh giá đầy đủ, ông Bình nói. Hiện trạng năm dự án trên núi Chín Khúc Với tham vọng biến núi Chín Khúc thành khu sinh thái tâm linh và thành biểu tượng mới của Khánh Hòa, doanh nghiệp được sự tiếp tay của cựu lãnh đạo Khánh Hòa đã từng bước hô biến nơi đây thành những dự án biệt thự, đất nhà ở, đất cho thuê. Khi các dự án được triển khai cũng là lúc núi Chín Khúc bị bầm nát, trong năm dự án được triển khai trên núi Chín Khúc, có 3 dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Khánh Hòa, gọi tắt là công ty Khánh Hòa, là dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, dự án khu đô thị đối đất lành và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung. Hai dự án còn lại là dự án mở rộng phía tây của khu dân cư đất lành của công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm và dự án làng biệt thự sinh thái Giáng Hương của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư Trung Tín. Qua kiểm tra của các cơ quan trung ương, tất cả các dự án ở núi Chín Khúc đã phơi bày hàng loạt sai phạm về đất đai, đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường. Sau nhiều lần ra soát và kiểm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm các vi phạm. Theo ghi nhận của phóng viên, các dự án trên núi Chín Khúc đang trong quá trình điều chỉnh và khắc phục. Nhiều diện tích đất trên ngọn núi này đã được thu hồi và trả lại cho nhà nước. Nhiều diện tích khác trên núi Chín Khúc cũng được trồng nhiều cây xanh. Được vay tối đa 1 tỷ đồng để mua nhà ở xã hội. Chính phủ mới đây ban hành nghị định số 100/2024 quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Đáng chú ý, nghị định mới này đã nâng hạn mức cho vay tối đa với trường hợp xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở. Cụ thể, điều 48 nghị định 100/2024 quy định trường hợp mua, thuê nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án sử dụng vốn tối đa không quá 1 tỷ đồng. Trước đây, tối đa là 500 triệu đồng. Có căn cứ xuất vốn đầu tư xây dựng, đơn giá xây dựng nhà ở của cấp có thẩm quyền và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay. Điều chỉnh ô đất công cộng ở Long Biên thành đất ở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1 trên 2 nghìn tại ô đất ký hiệu D.3 CCTP tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Ô đất trên có tổng diện tích đất nghiên cứu khoảng 3,91 ha. Theo đó, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1 trên 2 nghìn tại ô đất D.3 CCTP có diện tích khoảng 3,91 ha trên nguyên tắc giữ nguyên phạm vi, danh giới ô đất. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh một phần chức năng ô đất từ đất công cộng thành phố sang đất nhóm nhà ở xây dựng mới với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chung, mật độ xây dựng tối đa 59%, tầng cao tối đa 5 tầng, quy mô dân số khoảng 50 người.